cách trang trí tiểu cảnh sân vườn như thế nào. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người cách thi công tiểu cảnh sân vườn trực tiếp tại Chi cục thuế Hải Phòng nhé. Việc đầu tiên là tìm ra những viên đá đẹp nghệ thuật để đặt vào những vị trí mình làm tiểu cảnh. Việc làm những tiểu cảnh như thế này cần phải sự tỉ mỉ và công phu, và cần có thời gian để tạo ra được những tác phẩm thật là đẹp anh em ạ. Tại vị trí này mình trang trí tiểu cảnh đá là tam sơn, bên cạnh có một chiếc đèn đá trang trí và có một sườn đồi triền đồi tạo từ gốc cây cổ thụ đi ra. Mọi người cùng theo dõi sản phẩm hoàn thiện nhé. Còn đây là vị trí tiểu cảnh thứ hai mà bên mình trang trí. Tại vị trí này thì mình trang trí tiểu cảnh đá theo hình thức là hoàn non bộ, là hoàn trống hoàn mái, nghĩa là một cặp vợ chồng đứng ôm nhau thật hạnh phúc. Bên cạnh có trang trí một chiếc đèn đá giống như một đứa con đang đứng trước bố mẹ. Để đạt được những viên đá này thì cần phải sự tỉ mỉ và công phu rất nhiều anh em ạ. Rất là mất thời gian, phải nâng lên đặt xuống, chỉnh đi chỉnh lại, đổ ngang đổ dọc, vân vân, rất là công phu. Ngày hôm nay thì bên mình mới chỉ đặt đá xong thôi. Mọi người cùng theo dõi những tập tiếp theo để xem quá trình hoàn thiện của bên mình nhé. Xin chào mọi người.